Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Abul Bazanda là một người đàn ông 31 tuổi bình thường đến từ Bangladesh. Thế nhưng đến năm 2016, anh bỗng nhiên nổi tiếng toàn cầu, nhưng vì một lý do không ai mong muốn, đó là đột ngột mắc một căn bệnh lạ. Abul được chẩn đoán mắc một tình trạng da vô cùng hiếm gặp, mang tên bệnh biểu bì, varusformis. Bệnh gây ra những tổn thương, biến đổi trên da và cụ thể đã khiến bàn tay anh mọc rất nhiều da thừa kỳ dị, trông như nhánh cây. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi mắc bệnh, hai bàn tay của người đàn ông này đã mọc cây, trông vô cùng kỳ dị và đáng sợ. Không chỉ có tay, mà ở chân Abul cũng có tình trạng tương tự. Với đôi bàn tay, bàn chân đặc biệt như vậy, rõ ràng là anh Abul đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Việc ăn uống sinh hoạt bình thường anh cũng cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân, chứ chưa nói đến chuyện làm việc bình thường. Một điều đáng buồn hơn nữa dành cho người cây là tình trạng da biểu bì varusformis của anh gần như không có phương pháp điều trị dứt điểm. Tất cả những gì bác sĩ có thể làm là phẫu thuật cắt bỏ những phần tổn thương như rễ cây trên cơ thể của Abul. Năm 2017, nhờ sự đưa tin của truyền thông, Abul Bazanda đã có cơ hội được gặp các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành tìm đến hỗ trợ điều trị. Người đàn ông được thực hiện các ca phẫu thuật miễn phí, cắt bỏ dần cành cây trên tay chân. Sau hơn 10 cuộc phẫu thuật, đôi tay Abul đã được trả về trạng thái như người bình thường. Ngỡ tưởng đã thoát khỏi căn bệnh oái âm, đến năm 2019, bệnh tình của người cây lại tái phát và thậm chí còn trở nặng hơn. Anh gần như trở thành người khuyết tật và còn bị cơn đau trên tay chân hành hạ mỗi ngày. Thậm chí, Abul đã cầu xin các bác sĩ hãy cắt bỏ hẳn đôi tay của mình đi. Đến gia đình của người cây cùng đồng tình với ý kiến này vì họ đã chứng kiến cảnh anh vật lộn và khổ sở đến thế nào. Tôi không thể chịu đựng được những cơn đau này nữa, tôi không thể ngủ được mỗi đêm. Tôi ước gì bác sĩ đồng ý cắt cụt tay mình đi, tôi nghĩ như vậy có khi còn tốt hơn cho mình, người đàn ông chia sẻ với báo giới vào năm 2019. Sau đó, người đàn ông đáng thương lại tiếp tục trải qua những ngày tháng liên miên trên bàn mổ. Sau đợt tái phát này, tay chân của Abul Bazanda đã được cắt hết cành cây. Thế nhưng anh và các bác sĩ đến hiện tại vẫn chưa thể an tâm hoàn toàn. Họ vẫn lo sợ một ngày căn bệnh lại một lần nữa tái phát và Abul sẽ phải vật lộn mãi với nó cả đời. Mới đây, một nam thanh niên đã đăng ảnh bàn tay cong như uống của mình lên mạng xã hội để thăm dò xem bao nhiêu người đã gặp tình trạng éo le này. Bất ngờ thay, nhiều người dùng đã nhiệt tình cho biết họ cũng sở hữu những ngón tay từ hơi cong tới siêu cong, thậm chí là cong gấp khúc. Và đây cũng không phải lần duy nhất những ngón tay chưa cần gõ bàn phím mà vẫn làm dậy sóng cộng đồng mạng, thậm chí giật luôn mọi ánh nhìn về mình. Trước đó, tháng 1 năm 2016, tờ Daily Mail từng phản ánh người dùng mạng xã hội hết sức lo lắng vì bỗng một ngày họ thấy sao ngón tay mình cong quá, liệu có phải do sử dụng smartphone lâu ngày hay không? Các chuyên gia giải phẫu không đồng tình với ý kiến trên. Một bác sĩ từ New Jersey, Mỹ nói rằng không có bàn tay nào thẳng 100% cả. Đó là do cấu tạo của các đốt ngón tay, chúng không được sắp xếp theo một đường thẳng. Nhưng nhờ vậy mà ta có thể cầm cốc uống nước hay những vật dụng có hình trụ một cách dễ dàng hơn. Thế nhưng vì sao một vài người lại sở hữu ngón tay cong một cách đáng chú ý? Tuy từng trường hợp mà nguyên nhân lại rất khác nhau. Tuy vậy, một bệnh lý khá phổ biến là Repetitive Strain Injury, RSI, nghĩa là chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại. Đúng như cái tên, bệnh gây ra do việc lặp lại một thao tác với tần suất quá cao của ngón tay như gõ bàn phím, nhấp chuột, cầm bút viết, kéo, đẩy cửa trượt, v.v. Bệnh lý này càng dễ hình thành hơn nếu bạn làm việc sai tư thế, sai kỹ thuật, không nghỉ ngơi đủ, lối sống không lành mạnh, không tập thể dục thường xuyên, môi trường áp lực cao, ngủ không sâu, khớp tay đã lỏng lẻo sẵn, mắc bệnh viêm khớp, tiểu đường, béo phì hay thậm chí là để móng tay quá dài. Tạm gác lại việc cả bàn tay đều cong cùng nhau, còn có cả những ngón tay cong trong cô đơn. Ngón cái đi nhờ xe. Hitchhiker's thumb.
Đây cũng là hình ảnh được nhiều cư dân mạng chia sẻ, lý do một phần bởi ngón cái luôn được chú ý hơn cả. Nó gắn với nhiều dấu hiệu khác nhau, chẳng hạn như sự đồng ý, tán thành, giống nút like của các mạng xã hội. Nếu để ý, bạn sẽ thấy không có ngón tay cái nào thẳng 100%. Nhưng nếu ngón cái cong ra phía sau từ 50 đến 90 độ thì được gọi là ngón cái đi nhờ xe. Tên gọi này xuất phát từ ý nghĩa người bộ hành sẽ giơ ngón cái lên khi có phương tiện chạy qua, ngỏ ý muốn được qua gian. Nó khá phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện tượng ngón cái đi nhờ xe do di truyền và không có gì đáng ngại nếu bạn không cảm thấy đau đớn hay khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu ngược lại thì đó có thể là biểu hiện của các bệnh như Dystrophy dysplasia, một bệnh di truyền ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Người bệnh có tay và chân rất ngắn, họ cũng có thể có cột sống, bàn chân cong và cả ngón cái đi nhờ xe. Hypermobility syndrome, hội chứng người dẻo. Một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến các mô liên kết, các đốn ngón tay của người bệnh rất lỏng lẻo, có thể uốn cong hay dịch chuyển khác thường. Cong ở ngón tay út. Thật thú vị là những ngón tay ngoài rìa lại dễ cong hơn cả. Đối với ngón út, hiện tượng cong có thể xảy ra ở cả ba đốt ngón tay. Độ cong khoảng 15 đến 30 độ và có thể uốn cong về phía những ngón còn lại. Dễ nhìn thấy khi bạn đặt bàn tay lên một mặt phẳng hoặc uốn cong vào lòng bàn tay. Đây là hiện tượng di truyền, cụ thể là do gen trội gây ra. Vì vậy, tin hơi buồn một chút là nếu bố hoặc mẹ có ngón út cong thì rất có thể con cũng sở hữu điều tương tự. Tuy nhiên, cần lưu ý là ngón tay út cong thường không đau và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chức năng của tay, nên có rất ít nghiên cứu khoa học về nó. Con số thống kê cũng chỉ tương đối. Đại học Baylor, Mỹ cho rằng tỷ lệ sở hữu ngón út cong bẩm sinh dao động trong khoảng từ 1 đến 19,5%. Việc điều trị ngón út cong chỉ cần thiết vì lý do thẩm mỹ. Cách thứ nhất là nẹp xương ở trẻ em ngay từ lúc nhỏ trong nhiều năm. Cách thứ hai là phẫu thuật. Tuy nhiên, cả hai cách đều không đảm bảo sẽ cho bạn ngón tay thẳng 100%. Vậy nên tốt hơn là cứ sống vui vẻ với nó đi. Lưu ý nhỏ, nếu các ngón tay chỉ cong sau chấn thương và bạn cảm thấy đau, hãy đến gặp bác sĩ ngay. Còn nếu không, hãy chấp nhận sự thật rằng cơ thể ta có nhiều điều kỳ diệu nhưng cũng không kém phần kỳ cục.